Xin chào mọi người. Hôm nay là 27 tây thì cơ vẫn chưa có dấu hiệu xanh. Hôm nay thì vẫn là đi khám thai. Thì hôm trước là đi khám thai hôm bữa thứ 6 rồi, là đúng cái ngày xanh, dự kiến xanh đó mọi người. Thì chưa có dấu hiệu xanh thì bác sĩ kêu đi về. Thì nay thứ hai là đã trễ, là tính ra hôm nay nó là trễ 3 ngày nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu xanh. Thì bác sĩ có dặn cơ về nhà đi bộ nhiều mọi người, mà cơ cũng đi tời đó, cơ đi hết núi này tới đi núi kia mà sao bé nó vẫn chưa chịu ra nữa. Nó giống Arashi mọi người. Arashi đặt rồi cũng trễ, rồi thằng nhóc này nó cũng trễ luôn, tại bây giờ là đi tới lịch khám tiếp nữa nè. Hôm nay là bị lấy máu nữa mọi người. Đợt trước hôm bữa đi khám thì chỉ khám để xem bé nó có bị tụt xuống để xanh không á, nên là không có lấy máu. Cơ tưởng là cơ bị hót kiếp rồi, ai ngờ là chiếc này là khám, gọi là khám định kỳ á mọi người, thì nó lại bắt cơ phải nhịn ăn và để lấy máu nữa. Ôi cái tô bún bò nó gây cho một cái hậu quả quá khủng khiếp. Thì hiện tại đến bây giờ là đang ngồi trên xe thì cơ vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là giống gần xanh hết trơn, nó kỹ như nó rất là bình thường luôn, nên là chắc lát bị đuổi về nữa. Kiểu như có nhiều bạn cũng nói là nếu như trễ lâu quá thì bác sĩ sẽ kích thích cái thuốc kích thích sinh đó mọi người. Nhưng mà đợt trước thì cơ cũng Arashi nó trễ như là hơn một tuần lận, nên là cũng không có như bác sĩ nhắc tới là việc là chích thuốc nữa. Tại vì kiểu như là người ta kiểm tra em bé mà thấy nó bình thường ổn thì vẫn cứ để cho sinh tự nhiên đó mọi người. Thì chuyến này thì không biết làm sao nữa, nên là để coi một lát bác sĩ khám rồi bác sĩ tuyên bố làm sao. Thế giờ cũng đi bộ dữ dằn lắm rồi mà sao cũng không thấy gì á. Nó cũng chằn chằn cái tự nhiên cái ngủ gắt dậy cái thấy ôi trời, tưởng đau bụng đẻ mà sao ngủ dậy thấy thoải mái quá. Nên giờ cũng không biết làm sao nữa, hay là nó đợi mẹ cơ sang đây không biết nữa. Đi khám xong rồi nè mọi người ơi, thì vẫn chưa có dấu hiệu xanh. Bác sĩ nói là em bé còn nằm ở trên cao lắm, phải khi mình nó tụt xuống thì còn ấy, còn bây giờ nó nằm tuốt trên cao nên là chưa có dấu hiệu xanh nữa. Nên là bác sĩ dặn là về đi, rồi thứ tư quay lại khám tiếp. Giờ sao đây ta, em cũng đã đi bộ rất là nhiều rồi, giờ thôi kệ đi, giờ xin nằm nó ra chứ. Giờ em cũng nói nhỏ thì năn nỉ ra đi, ở ngoài đây vui lắm mà sao cũng chưa chịu ra nữa. Thôi đợi chờ. すごい。わお。すごい。一個は一万。Hey, mọi người thấy gì không? Hôm nay hai vợ chồng em đi buôn vụ lớn. Ở bên Nhật á mọi người, nó hay có cho cái kiểu như là mình mua mấy cái phiếu á mọi người, phiếu mua hàng á. Thì một phiếu như vậy nó trị giá là 500 yên, là khoảng 80 ngàn tiền Việt Nam của mình đó mọi người. Thì kiểu như là nó cho là một hộ gia đình là mua được cao nhất là 6 man. 6 man thì sẽ được lời ra là 1 man 8, thì có nghĩa là mình đưa nó 6 man thì mình sẽ được 7 man 8. Có tầm là khoảng, ví dụ như em nhắm chừng thôi nha mọi người, ví dụ như là mình đưa nó 10 triệu thì mình sẽ được là 12 triệu, có nghĩa là mình sẽ lời khoảng 2 triệu ở trong đây. Nhưng cái đó nhắm chừng thôi nha đó. Nên là và cái phiếu này có thể mua được những cái siêu thị, nó cũng có những cái siêu thị là quy định cụ thể đó. Nhưng mà kiểu như vợ chồng em thì buôn bán kinh doanh thì không có sợ là sẽ khai không hết. Kiểu này đi mua mấy chục thùng dầu ăn là hết trơn rồi. Kiểu như mình mua mình để dành xài đó mọi người. Tại vì buôn bán thì xài dầu ăn hay đường đồ này nọ, và cái gia vị thì nó cũng sẽ rất là nhiều ấy. Nên là kiểu như là mình bỏ ra một cái số tiền 10 triệu nhưng mà mình được 12 triệu thì nó cũng hời. Nên là vợ chồng quyết định là mua hết lóc luôn. Là nếu mà nó cho phép mua hơn nữa thì vợ chồng em cũng sẽ mua hơn nữa, nhưng mà nó chỉ quy định là mỗi gia đình chỉ được 6 man thôi.
đó, nên là hôm nay vợ chồng em bắt đầu đi đổi. Thì cái phiếu này á nó sẽ được sử dụng là từ tháng 12, một tây tháng 12 cho đến là 31 tây tháng 1, là trong vòng khoảng 2 tháng đó, mọi người, là mình phải xài xài trong vòng khoảng 2 tháng. Nếu như mình trong 2 tháng mình không xài hết thì nó sẽ là vô tác dụng. Nên thường á những hộ gia đình người ta mua ít ít, còn như nhà em buôn bán thì chơi luôn hết lóc. Và đây cũng là lần đầu tiên mà hai vợ chồng mua. Hồi trước em cũng thấy bà nội chồng em hay xài cái loại này mọi người, nhưng mà kiểu như là mới nên là chưa biết. Còn sau này thì mình là hộ gia đình riêng rồi á, cái nó sẽ gửi thông báo về từng nhà, thử là mình có cần á thì mình sẽ đến cái ủy ban để mà mình đăng ký mua mọi người. Đó, bây giờ vợ chồng em đợi tới đầu tháng 12 là sẽ bắt xài, bắt đầu xài cái này cho hết, vô đường hầm nó tối thui. Nè, đó kiểu như vô tình là mình mua cái này thôi nhưng mà mình cũng được lời mọi người. Cái này mà nếu mà nó cho hàng tháng thì ngon lành rồi. Hàng tháng thì tại vì cái siêu thị mà nó được phép xài cái này mọi người, là vợ chồng em cũng hay đi mua đồ để bán, đồ thịt bò đó, nên mà nếu mà nó cho hàng tháng là ngon lành. Nhưng mà hình như cái này là chắc là mỗi năm một lần quá, cũng không có rành nữa, nhưng mà nó khi nào mà nó có thông báo là chắc chắn vợ chồng em sẽ mua. Đấy. Ôi sư ơi. Ngươi, ngươi. ソウルのデータ、ライフキャスト制作の要なんです。
Mà là thứ lấy cái khác đi, lấy cái khác đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.